đâu mình văn nó kêu gì, văn mai nó kêu nghĩ sao, tháng này đến Nam sao chị cùng hoa cúc này cùng đi thay yêu em bốc này ta ba thì tê kia to này xem nào. Có bà nhỉ, có bà cho nó lịch sự. Ủa, ra mũi này. Mùi đó. Đó. Đây, nào thì đây căn cứ nào xem một bạn đấy này. Hết rồi. Căn cứ vào bộ luật dân sự số này này của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành vào ngày này, và căn cứ vào dân sự mìn xa mìn xa bóp nhỉ, mìn xa bóp này đâu gì Có thể luật dân sự là mìn bóp này. mìn bóp dân dân pháp dân sự đỏ Vâng, mình em sa thấy bóp và có mình mình sao không? mình sa là dân sự đây Nhưng mà là có viết tắt như thế không thấy từ đấy, thế em thấy mỗi là mình bóp thôi. tắt là có mình bóp không mình sa bóp mình sa dân sự mình sa bóp. Nó không có mìn xa luôn, nó chỉ à, có mìn ấy, nó chắc là chỉ có mìn bóp thôi là dân sự. Ừ, nó có mìn bóp này. Ừ, chắc là mìn xa hợp nul chỉ là lấy mìn bóp đúng không. Lấy cái từ như rồi là căn cứ này. Căn cứ vào này này, số này này của Quốc hội, của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Trung Hoa Quốc của nước Cộng của Quốc hội nước Cộng hòa lựa chuyện đó của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tham gia chủ y cùng cùng Hoa Quốc cùng Hoa Quốc mà Cộng hòa cùng Hoa Quốc nước Cộng hòa Quốc hội nước Quốc phê à? Của Quốc hội đúng không? Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành vào ngày này. À, tiếp thì là căn cứ theo luật nhà đất, căn cứ theo luật nhà ở số này của Quốc hội à, Trung Hoa Quốc ở Quốc phê đúng không? Của Quốc hội. Này đã vào ngày này rồi. Nếu Căn xin cứ theo luật à, luật kinh doanh bất động sản này chúng ta có cái luật gì phù tông san bóp hoặc phù tông san yong góp bóp bóp à phù tông san sa óp hoặc hoặc là sa bóp có gì không phù tông san bóp có chứ bất động sản luật kinh doanh bất động sản kiểu nhóm bóp nó dùng kiểu nhóm bóp phù tông san nhóm bóp này không có nó chỉ có kiểu nhóm thôi nhóm bóp
Sun Chong Yong Pop. Tiếp lại căn cứ cái gì đấy? Luật. Đọc số à, đây là trên rồi. Hôm nay ngày 14 tháng này, hôm nay này, vào ngày này này, tại Hà Nội này, chúng tôi bao gồm những đương sự như sau. Thằng xa nữa. Và tham qua khả trơn thằng xa trả rớt của anh thằng ta. Rồi. Tiếp theo cái này của đây. Bác. Vâng, tiếp. Cái phần bôi đỏ này, gì cái phần bôi đỏ, cái phần trên kia là cái lòng ngoài gì là bỏ ra. Vâng. Là chủ sở hữu. Thì bác có chưa? Có. Đây. Đâu? Ở tí. Rồi nào. Gì đây? À, là chủ sở hữu. Là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ số này này này. Cái chỗ đấy không có, anh đây biết địa chỉ không ạ? À? Để em quá, em xóa mất rồi. Là chủ sở hữu. Số chỉ là hô thôi. Hô. Số căn nó chỉ là hô. 27 số 1 số căn 106 1610 10 Enter Boy 24 lên. Là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ. Thì cái này nó chỉ là căn hộ số đúng không? Avatar này chứ sở hữu là chủ sở hữu. Là sở hữu mang tính hợp pháp của căn hộ được. Hoặc khi là chủ mang tính hợp pháp của căn hộ. Cái này là E à, đó là chủ sở hữu hợp pháp của căn hộ số này 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 này. Tiếp rửa đây. Sau khi bàn bạc, ủy nôn han huế, hai bên nhàng chúc hai bên thảm qua cả chân chỗ con nụ đố kỳ hạc sư kỳ ra hạt thống nhiên hân tà. Hai bên đã thống nhất ký hợp đồng gồm với các điều khoản và điều kiện như sau. Điều kiện và điều khoản. Điều khoản là từ số hang qua số con đi. Số hang qua số con đối như sau. Thống nhất, thống nhiên hoặc là đồng ý đúng không? Cái này dùng đồng ý là nó hơn. Chúng ta hai ấp tá đã đồng ý đúng không? Đã đồng ý là ký kết hợp đồng với cái điều khoản như sau. Mô tả chi tiết về căn hộ. Chúng ta cứ mô tả chi tiết nó có từ gì? Mô sa hoặc cái từ gì? Cebu ấy. Cebu là chi tiết đúng không? Cebu mô sa chi tả chi tiết về căn hộ. Cho là gì? Bên cho thuê đồng ý cho bên thuê sử dụng căn hộ. Dưới đây làm nhà ở. Thêm trả nên đồng ý là đồng ý cho bên B thuê. đồng ý cho việc cho phép bên thuê sử dụng căn hộ sau căn hộ với mục đích là nhà ở làm nhà ở. Anh chỉ cần là bên A đồng ý cái việc mà bên này ở bên cho thuê sử dụng cái này làm này được. Đồng ý cái việc cho phép, chỉ cần này thôi là được. Nghĩa là cái bên cho thuê đồng ý là cái bên in data này này
Im Tae In này sử dụng cái chung cư làm nhà nhà ở đúng không? Hoặc là sử dụng với mục đích từ đây là nhà ở. Với mục đích sinh sống cũng được. Căn hộ từ đây tiếp này, căn hộ số. Số căn hộ. Căn hộ số. Bình thường là từ hô thì số căn hộ là, hoặc là địa chỉ ghi chu sâu là được, căn hộ số. Hoặc là apartment chu sâu là được, địa chỉ căn hộ này là số này số kia đúng không? Mình bỏ cái đi. Sau đó diện tích, có diện tích này. Tổng diện tích của apartment là 81 m² to này. Quân si ở thì nó. Thời hạn giá cả và thời hạn cho thuê, thời hạn thuê và giá cả. Im đê khai chốt kỳ can. Cả cho thuê. Im đê khai chốt quá. Imperial đi nhỉ. Và kỳ can cho thuê là từ tháng này đến tháng kia, trong vòng 12 tháng. 12 tháng kể từ ngày, trong vòng 12 tháng kể từ ngày, công an nó dùng từ y nè đúng không? 10 đây là khe quân nhé, 12 kéo anh nhé, vì kéo anh tổng anh, 12 tháng cái bị kéo anh đi nhé. người kia dùng e vào đây. Khá chấp, video trên tháng đóng bảo ngoặc giá thuê, nói chuyện đấy, tiền thuê, giá thuê tiền thuê khác nhau nhỉ, Thuê với nhau. Đúng nhau mà đúng. cần phải đóng bảo ngoặc. Cuốn tra cần nét số tiền một chữ, chỉ bằng chữ là được. Cuốn tra thân thal bếp chil Chi chil chi 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 thân chi thân bếp thân chi bếp chil thân chi thân bài man man chi man tâm sam chân tông affect thì ghê gớm này. Tâm trên trên tháng tiếp này, gì đó tiền thuê nhà, tiền thuê nhà trên đã bao gồm tiền đúng rồi. chúng ta có thể gửi e này đúng không, interior cái giá thuê trên này bao gồm, đã được bao gồm tất cả các tiền thuế theo quy định của pháp luật về cái thuê nhà hiện hành, đã bao gồm tiền, đã bao gồm tiền các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc cho thuê căn hộ, như bắt đầu đi, thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT, cái đấy phải cho lên trên, sao để đây cái từ như này này thì ta lên đỉnh đầu Đúng luôn đi, hoặc bao gồm tất cả loại thuế như là đây này theo pháp luật cũng được. Đây thu nhập cá nhân, thu nhập cá nhân này cần ghi là để lẻ, rồi. Em không xong dùng luôn được. lại số tức C luôn. so tức C này Số tức là bạn C. không dịch được cái câu đấy tưng đúng không, BT để nguyên BT. cô hám là bao gồm tất cả các loại thuế như là đề này theo quy định ở pháp luật, theo pháp luật liên quan đến nó phải là phải đơn tên theo quy định pháp luật mà liên quan đến việc thuê nhà hiện hành. Liên quan đâu xem nào, sự hiện hành đấy, của pháp luật hiện hành liên quan đến việc thuê nhà, của pháp luật hiện hành thì các quy định của pháp luật hiện hành thì em chỉ chân có biết là chân gì, hiện hành là hiện bóp à, hiện hèn Nhưng chỉ cần hand up thôi mà. hiện bóp
hiến pháp thôi. Pháp luật hiện hành. Đây này. Thiên hiến bóp pháp luật hiện hành theo quy định của thiên pháp. Quy định của pháp luật hiện hành theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc thuê nhà. Sao tiếp này? Thuê nhà đấy mị. Thuê nhà đấy. Cái gì á? Quân nói gì? Không ạ. Ờ, bên cho thuê, à, bên cho thuê sẽ phải gì? Có nghĩa vụ là trả tiền thuế cho bên thuê lục nghĩa vụ và cung cấp các giấy tờ liên quan cho bên thuê và cung cấp các giấy tờ liên quan cho thuê. Rồi. Nạp thu thuế. Ờ, ok. Ờ, nhưng mà bên cho thuê là in tra in. Đây là bên cho thuê. Em thấy bạn ấy đang biết là bên thuê. Bên thuê. Trả tiền thuế cho bên cho thuê. À, phải là in tra in trả cho đúng không? In tra in này. Trả cho in tra in đúng không? In tra in. Có nghĩa là cái người đi thuê phải trả thuế đúng không? Còn cái người cho thuê thì cái người mà của chủ đấy, chủ thì là không không phải trả đúng không? Thường là như thế. Tiếp này ai đây vậy sĩ, cái này vừa có vẻ nhẹ nhàng không có khó lắm. Kinh nghiệm rồi này, lần này hơi dễ, lần này hơi dễ rồi. Hơi dễ à? Thầy sửa thầy cũng thấy nhẹ nhõm. Đơn giá trên, đơn giá này không bao gồm các loại phí sử dụng cơ sở hạ tầng như phí quản lý tòa nhà, điện nước, ga, điện thoại, dịch vụ internet, truyền hình và tất cả các dịch vụ khác trong khu đô thị do bên B sử dụng. Giải thế. Giá trên sao lại biết này? Giá trên bao giờ cái giá đơn giá này cũng phải ấy đúng không? Phải cho nhấn mạnh lên. Mà bên này sử dụng thì đưa bên này sử dụng thì phải nhấn mạnh dìm một số thành y thôi đúng không? Chủ ngữ chính trong câu bao giờ cũng dùng nâng nhá. Cái đơn giá này thực ra cái này đơn giá này bọn mình đã biết ấy, chúng ta cứ im tereo nên đúng không? Cái gì cái giá thuê này đúng không? Không bao gồm các loại chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng như bắt đầu đi liệt kê này. Đây, bao gồm là tinh tả, không bao gồm những cái không bao gồm các chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng xi son giống như là phí này. Đóng mở ngoặc gì có hiểu không? Các chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng như phí quản lý tòa nhà này. Phí quản lý đâu? Và tất cả các loại khác trong khu đô thị do bên A sử dụng. Tất cả các chi phí khác thì đó lại cái nhé. Chúng ta có liệt kê bình thường thế này. Phí quản lý tòa nhà, cái từ phí quản lý là alibi này. Alibi. Sau rồi phí điện này. Trần ký xe này. Trần ký xe cũng được này. Tiền ga này. Hà sư dầu cơm này. Sau rồi điện thoại này. Hòn hoa dầu cơm này. Thiếu nước nữa này. Tiền nước này, su tô. Tiền điện, tiền nước, su tô gì, yêu cơm, điện thoại, tiền internet này, internet này, internet. Yêu cơm truyền hình cáp, truyền hình cáp, truyền hình cáp, truyền hình cáp là tiền gì, thế lên, là tiền kiểu dùng tiền ấy đấy, tiền phí truyền hình cáp. Cái này nó dùng cho phí gì nhỉ? Mẹ TV ấy, TV để gọi là TV. Gọi là cái gì nhỉ? Phòng sông hiệu. Phòng sông sư cầm. Thằng phòng sông bi. Thằng sông bi. Cái gì đây?
cable hàng sông bi. Ta đọc với bà được không? Và tất cả, và tất cả những cái dịch vụ khác do khu đô thị trong khu đô thị mà do bên A sử dụng đấy. Rồi vậy A trước thay ông thì thay ông Han này sau rồi. Hoặc lại đi. Rồi thật. Thì tha đúng không? Thì tha thì ông nghĩ. À sau khi từ thì ông đúng không? Đấy. Và đấy, và những cái dịch vụ và những cái chi phí dịch vụ khác mà bên A đã sử dụng đúng không? Ừ. Bao gồm đó tiếp. Tất cả các chi phí này sẽ do bên B chi trả trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ. Những cái chi, tất cả những chi phí này. Thì một tên đồng người là bên B trước khi bên B sẽ phải gì trực tiếp chi trả nhà cung cấp service service cung cấp tập chế A chỉ bún thì sẽ do bên này AI thời gian đúng không, sẽ phải trực tiếp chi trả cho cái bệ cái doanh nghiệp dịch vụ đúng không. Rồi tiếp qua đây Quy có gửi gì không? Oh no no. Quy chẳng rút đâu rồi. Nên dịch cái này của bạn Quy vậy. Điều 3. Là ai dịch tới? Về thăm chỗ. Đặt cọc. Phố Trưng Cấm. Phố Trưng Cấm. Mịt. Chí Vương Phán Xích. Chí Hàn Xích đó. Chuyên nghiệp hẳn câu này là ánh thịt lốt thì câu 3.1 này đi nào. Ba chấm một Hồ Trưng Cơm A trước cơm A trước cơm B trước A kê C kê kê một khoảng là từng này tỷ bằng này tương đương một tháng tiền thuê nhà không bao gồm thuế mở ngoặc gọi là tiền đặt cọc đầu đầu như nào, nghĩa là bên phải đặt cọc cho bên A với một khoản tiền là như này mà khoản tiền này bằng chữ là như này tương đương với một tiền nhà thuê một tháng tiền nhà phải giao dịch là tương đương với một tháng tiền nhà trước là như nào. Vâng. Tương đương một tháng chip C hàng kéo về chip C. Chip C. Chip C. Chip C. Chọc theo. In tên. In tên đô cho đấy. He. Vì đây. Cái từ tương đương. Gì? He tang. He tang han. Tương đương đấy. Sao rồi gì nữa? Số tiền. 16 triệu 261. Triệu. 261.00. Thùng tâm bằng bùn xa chân dục bếp ý xíp dục ma dưới chân chân dục bếp ý xíp dục ma chân tông chân dục bếp gì chân dục bếp dục bếp ý xíp dục ma chân tông chân tông nữa. Sẽ cùng biến đổi. Sao gì nữa với số tiền. Sẽ cùng không phải hết số tiền đã chứ sao với connect này sau đầu mới đến là phù ca sẽ mi phô ham đúng không? Sau rồi. Tiền đặt cọc. Sẽ đặt cọc cho bên A. Như vậy sẽ đặt cọc cho bên A với số tiền sẽ chi trả cái số tiền này làm tiền đặt cọc đúng không cho bên A. Vậy phải là gì?
아 보증금으로 지불 한다. nghĩa là bên A này sẽ chi trả cái số tiền là gì đây? Commit với cái số tiền là từng này tương đương với như này, làm tiền đặt cọc cho bên bên B đúng không? Để chi trả lại bằng làm tiền đặt cọc bổng chứng euro. Được. Tiếp cái gì rồi đây? Anh bắt dịch xem nào. Tiền đặt cọc sẽ được bên B cho bên A ngay sau khi các bên ký biên bản thanh lý hợp đồng này, và bên A sẽ thanh toán đầy đủ các loại chi phí dịch vụ tiện ích cho nhà cung cấp tính đến thời điểm thanh lý hợp đồng. Tên là cọc bổ sung cân. Bổ sung cân đấy. A trước, à B trước, B trước ký. A trước để kê. Ký giác sơ ngay sau khi ký kết ký biên bản thanh lý hợp đồng, à ký biên bản thanh lý hợp đồng này là như thế nào? Ký giác sơ thanh lý biên bản thanh lý thanh lý hợp đồng ký giác sơ hệ số ký lục sửa. Không, không dùng hệ sâu, chúng ta dùng cái gì nhỉ? Chung lô ấy. À, cơ. Chung. Cái gì nhỉ? Cái từ kết thúc ấy. Cái từ chung lô đây là không phải, không dùng lại được. Nó cũng là từ kết thúc, nhưng mà nó là kết thúc gì nhỉ? Bán lô ấy. À, không bán lô là hết hạn. Cái từ thanh lý. Không dùng cái từ, à, tại vì cái thanh lý đây có nghĩa là một cái bảng. Chung, chung, chung gì quên mất chung, rồi. Chung ni, chung tiên. Trông đi nó thanh lý. Còn cái từ kết thúc thì không phải trông gì quên mất rồi. Trùng lô. Trùng lô. Và lô trùng lô sao nhỉ? Không nhớ là có trùng gì như cũng là trùng trùng lô sao. Đây, có cái bản đây. Kia của nó là kia trong kiện. Kia trong kiện. Chúng cho mình đoạn. Trong kiện, trong kiện. Đúng rồi. Chê kiện và trong kiện. Chúng cho. Trong kiện. Trong liệu rồi. Trong kiện. Ở đây nó lại có cái bảng này này. Cái bảng xác nhận gọi là... Kia hệ chi. Hệ chi. Đây, bảng xác nhận hủy hợp đồng trùng lô cũng được này, kết thúc. Kết thúc hợp đồng cũng được. À, chúng cho chúng cho sau cũng được. Lý chúng cho cũng được. Tổng kết, cái từ này là gọi là tổng kết. Tổng kết, tổng kết được. Đó. Vậy là một cái bảng là KSO này. Chúng KSO chúng trong cô hấp dẫn sơ kết thúc hợp đồng không nhá, đầu tiên là cọc bên A hoàn trả cho bên B sau khi thì cái tiền đặt phải mình phải cho cái việc là sau khi ký cái này trước nhỉ, sau khi vâng. Ngay sau khi con lợi dụng là ngay sau khi từ gì tích khu được nhá, ngay sau khi đúng không? Cái từ trích khu là ngay sau khi ngay sau khi mà mình ký cái hợp đồng thanh lý hợp đồng này thì bên A sẽ phải trả cho bên B thanh hoàn trả lại cho bên B. Ký biên bản thanh lý hợp đồng mình tự nhiên xong bảo mình dịch như là thanh lý hợp đồng đúng không? Biên bản thanh lý hợp đồng nếu bình thường mình cứ gọi là ngay sau khi thanh lý hợp đồng thì dễ hiểu hơn. Đó, thì ký bản thân hợp đồng xong hay là thay đâu thì cũng đau thôi. Rồi thì bên này phải là chi bul thế giá à miêu
và bên A và bên A đã hoàn hợp đồng này và bên A đã hoàn thành đầy đủ các chi phí dịch vụ tiện ích do B cung cấp tính đến thời điểm thanh lý hợp đồng. Thanh lý hợp đồng lại tiếp tục đến. Bên A đã thanh toán tiền đặt cọc sẽ được bên A và bên A đã thanh toán. Có nghĩa là nó có hai điều kiện. Cái tiền đặt cọc này thì phải sau khi ký hợp đồng với này và bên A phải thanh toán đầy đủ các tiền dịch vụ cho tất cả các này xong thì bắt đầu nó mới gì cái bên B này mới chi trả lại cái tiền đặt cọc đấy cho. Đúng không? Ừ. Phải ký không đâu ha cô đúng không? Ký cái biên bản hợp đồng xong và rồi thằng A đúng không? Thằng A phải làm gì thanh toán đầy đủ các chi phí dịch vụ cho nhà cung cấp tính đến thời điểm thanh lý hợp đồng. Đúng không? Thằng A phải cho hết nhà cung cấp đến cái thời điểm thanh lý hợp đồng. Đến thời điểm tính đến thời điểm trong lúc xí chơm mê cà chi xí cà chi đó xí chơm cà chi xí chơm cà chi xí chơm cà chi đến thời điểm thì tiện ích cho nhà cung cấp cho khi sư sơ biên sư cung cấp cung cấp chê cung cấp chê e các loại phí dịch vụ tiện đi so với một tên service một tên service phí ông ta chỉ muốn service phí ông ấy chung muốn hi chỉ muốn chỉ muốn đã hoàn thành chung muốn hoàn lộ chỉ muốn bên A ngay sau khi các bên ký hợp đồng và bên A đã hoàn thành cái này đấy, ngay sau khi cái thằng này nó đã ký hợp đồng và nó trả đầy đủ cái này thì thằng này sẽ trả cho thằng B cái tiền đặt cọc đấy, được không? Tiếp theo của ai đây? Văn mày không chưa gửi sao? Mày thử nhắn tin trên gì? Facebook kêu là hôm nay cho nghỉ lớp nghỉ đi và học cho xong đi lại cần cứ nghỉ. Là phương thức thanh toán tiền thuê nhà là gì đây? Intero chibun bằng xích. Vâng. Trong 12 tháng. Chibun kêu in nè. Vâng. Gì đây? Thanh toán đợt 1 incha đợt 1 là gì ta? Đợt 1 thì sẽ là gì đây? Thằng A sẽ là quân nào? Quân dịch câu này đi. Thằng A sẽ gì đây? Sẽ thanh toán cho thằng B 6 tháng tiền thuê nhà ngay sau khi ký hợp đồng và trước khi bàn giao nhà, tính từ ngày này đến ngày kia vào ngày này. Đâu? Quân đâu nhỉ? Biên chức quân. Cái gì ạ? Vế. Chị nói cái gì đây? Biên chức quân. À, biên chức quân. A chức. À, A chức quân. Biên chức. Thằng B sẽ thanh toán cho thằng B. B, A chức, A kế. 6 tháng tiền nhà. À, phải là ngay sau khi, đúng không? Ngay sau khi ký hợp đồng. Ngay sau khi ký hợp đồng trước này và trước khi bàn giao nhà từ ngày này đến ngày này vào trước ngày này đây này thì từ trước ngày thời gian trước đúng này thế là thằng A sẽ thanh toán tiền thuê nhà 6 tháng tiền thuê nhà ngay sau khi này đã có cái ngày cụ thể như này rồi lại còn phải ghi là trước là bàn giao thì mệt người nhỉ, đúng rồi, chắc quá hóa nếp gì đây thì ký hợp đồng bắt đầu mới sau ngay sau khi ký hợp đồng này kế áp
thì cho than tích này tích u mịn và qua đi và gì nữa và trước khi bàn giao nhà bàn giao là gì suy kia à rồi bàn giao nhà đây là dùng từ chú thép à nhưng mà trong này a ba thư nhỉ a ba thư a ba thư in su in kế trước khi chân cái chân chích à gì chân à chích chân đấy thì nó sẽ dùng một cái danh từ quyết động từ thì nó sẽ dùng như này chân này chân nếu như thế mình sẽ dùng chích chân này dùng cụm danh từ đi. Sẽ thanh toán cho thằng B số tiền 6 tháng tiền thuê nhà. Dục theo quê ế im theo im theo quê chi bún lân chi bún thân tá. Thằng A sẽ thanh toán 6 tháng tiền nhà sau khi ký hợp đồng và trước khi bàn giao vào ngày từ ngày này cho thằng B. Nó mọc nữa, tính từ ngày 23 à. Đến ngày 22 tháng 7 tháng cái đấy năm. Là ở cái chỗ trước khi nhỉ? Cho chỗ trước khi này tính từ ngày 2020 1023 rồi từ thọ in buổi thọ đến 2020 à không cái này là 6 tháng cái này là 6 tháng sáu tháng yeah. Vậy thì mình phải cho vào chỗ 6 tháng. Nghĩa là cái 6 tháng này là từ khi nào đến khi nào. Đấy. 2020 1 2 3 Yên Phú Thọ đến 2020 7 đến 22 Yên Khải Chi. Đó. Nghĩa là cái 6 tháng tiền thuê nhà đấy là từ tháng từ ngày này đến ngày kia. Ok. Số tiền đấy. Nhân thì mình ghi là cái mét thôi nhỉ. Số tiền này tại từ ngày này 6 tháng đấy, theo quân ở đây còn này bằng chữ bằng số gì đó. Tiếp đợt 2 này chị cha này ánh dịch cho nào à, bên A sẽ thanh toán cho bên B số tiền thuê nhà 6 tháng tiếp theo tính từ à tính từ ngày này thanh toán trước ngày 23 tháng 7 năm 2020 nào ấy đâu ánh đâu nhỉ ấy trước kế ấy trước kế tính trước kế kế số tiền còn lại lần này là vào ngày trước nhỉ? Trước ngày 23 cái kia trước này 2020 7 23 in ở đấy có gì nữa tiền thuê nhà 6 tháng tiếp theo 6 tháng tiếp theo thì mình sẽ dùng như nào? Hàng hù dục kêu ạ. Dục kêu ấy. Chị bơi. Cái dùng hàng hù này á. Hàng hù là về sau tương lai. Về sau. Hoặc là 6 tháng còn lại cũng được nhỉ? 6 tháng sau. Thầy có cái từ gì mà 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm? Hà ban kỳ về sang ban kỳ đấy á. Nhưng mà đấy là nó tính từ tháng 1 đến tháng 6 và từ tháng 7 đến tháng 12. Đây là... Còn đây là nó thanh toán 1 năm. Đây nó thuê có phải thuê từ tháng 1 đến tháng 12 đâu. Có thể là nó tính từ tháng 7 năm nay đến tháng 7 năm sau mà. Hoặc là cái 6 tháng còn lại cũng được nhỉ. Nam ơn dù kêu vua đi. Nam ơn chi này, dù kêu vua đi. Nam ơn chi này. Interior đi. Ở đây mình có ghi cái ngân thái và 2020. Tháng 7. Chi luôn. 23. In từ đến 2021 1 2 in bắt đầu với rứt chỉ vui hạt tạc thế thôi chỉ vui trước ngày
A sẽ thanh toán này 6 tháng tiền còn lại từ ngày này đến từ ngày trước ngày 23 tháng 7 năm này cho cái thằng cho cái thế là được chữ từ số tiền nó từ bằng chữ này là hết. Tiếp lại đến mặt của anh tiếp này. Rồi, chỉ có băng xích này. Số tiền, tất cả số tiền dựa theo cái bản hợp đồng trên thì nó sẽ được tiến hành bằng tiền Việt và chuyển vào số tài khoản của bên B, chi trả tiền mặt cho hoặc chi trả tiền mặt cho bên A. Tất cả các khoản thanh toán theo hợp đồng này, tất cả các khoản chi trả theo hợp đồng này sẽ được thực hiện bằng tiền Việt Nam đồng và chuyển khoản của bên B hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Kế cho còn thô và tài khoản là được nhỉ, và tài khoản của bên B hoặc là tin tán không phải xin hen tiến hành bằng Việt Nam đồng. Chi tiết số tài khoản của ngân hàng bên B, số tài khoản ASEAN, chi tiết số tài giống như sau, chỉ cần số tài khoản số tài khoản xong là được nhỉ? Số tài khoản hai chấm là được, văn vở thế. Chủ tài khoản như chung cưng kế cha bọn kế cha phần hô đem nhau chỉ xong hết, chả có gì nhẹ nhàng. Quýnh Bắc là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên, lợi và trách nhiệm của đây chứ, giáng chức 4.1, bên B 4.1, thằng A sau khi bàn giao bàn giao căn hộ hoàn thành bàn giao căn hộ ập đó, quản lắp ở đây là gì ạ? Hoàn thành chi trả Vâng, thanh thanh chi trả tiền thuê nhà. nạp, em nghĩ là kiểu giống Khoản như lộp thuế lộp ấy. khoản nạp cũng thế mà. Khoản nạp hoàn thành vấn đề này. Sự trả hết thanh toán này đủ, sự thanh toán không thiếu những khoản tiền thuế học phí hay là phí đăng ký, kiểu cái từ, tại vì cái từ nạp nó mang tính kiểu giống như là chi chi trả tiền công ấy. Không, cái nạp giống như từ nạp bu là mình ví dụ là chi trả được cả tiền internet này, để cả tiền thuế này, rồi là tiền nộp phạt có như nộp phạt giao thông cũng là nạp Đúng ý, ý của em là chi trả tiền 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 công, tiền trả tiền công, tiền đấy các thứ đấy đều là tiền công. Còn đây xem là cái đây thì lại là tiền gì, bàn giao căn hộ này, trang thiết bị cho thuê đúng như hợp đồng khi bên A hoàn thành, đây là gì, hoàn thành hết tiền thuê, tiền thuê à. là tiền Indeo ấy, thì tiền đấy chi trả cá nhân thì dùng nạp bu thì nó cũng đúng chứ, đúng sao được nhỉ? Ý của em là như thế, cái tiền tiền thuê đây nó sẽ không dùng từ từ nạp bu, nó sẽ dùng chỉ bu bình thường thôi, chi trả thôi. Cái từ này nó chi trả tiền 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 thuế má, tiền công, tiền nhà nước, tiền cơ quan gì đấy kiểu thế.
Sau khi thằng A thanh toán tiền này thì bắt đầu là chuyển nhượng cái bàn giao căn hộ này, trang thiết bị cho thuê đúng như hợp đồng. Đây, bàn giao trang thiết bị này, căn hộ cho thuê này theo đúng hợp đồng. 4.2 thì đây, đảm bảo quyền sử dụng căn hộ cho thuê một cách trọn vẹn, riêng rẽ, ổn định của bên A trong suốt thời gian cho thuê. Đảm bảo quyền lợi có thể sử dụng, quyền sử dụng một cách lý thuế o. Đây là sao? Tức là riêng biệt. Chúng ta cái chỗ là gì? Ở một cách trọn vẹn, riêng rẽ, ổn định. Cả cái cụm này nó đang một nghĩa cho cái việc là đảm bảo, đúng không? Quyền sử dụng một cách hoàn vẹn, riêng biệt, ổn định. Với cái từ này, trong suốt thời gian hợp đồng cho bên A, bảo đảm quyền lợi thô đốc đi, đảm bảo trong suốt thời gian thuê thì thằng A có thể sử dụng một cách trọn vẹn, ổn định, riêng rẽ. Thì cái cụm đấy, ý là cái cụm này nó sẽ đóng vai trò là bổ nghĩa cho từ sai hoa tà, sử dụng cách trọn vẹn, riêng rẽ cái chung cư thuê, ổn định. Trong hàng kê có bình thường sẽ cộng với cái kê để mang tính là biến thành từ tính từ sang trạng từ để đứng trước động từ, bổ nghĩa cho động từ ấy, nhưng mà đây tiếng Việt của mình nó hơi bị ấy, riêng rẽ cái từ phân loại trọn vẹn, ăn son hoặc ăn son hào phốt trọn vẹn. Từ riêng rẽ là phải tìm ra một tính từ, thùng lít hợp lý hơn đi thầy. Từ gì á? Em thấy cái từ thùng lít hợp lý hơn, độc lập. Vâng. Thùng lít thì cô, thùng lít mang tính độc lập, đúng. Thùng lít chọc của tố không, cái từ phun ly đi rồi, phân tách cái gì đấy là phân ly, kiểu cái chỗ này mình chỉ cần ấy, có thể sử dụng một cách gọi là ổn định, vẹn, trọn vẹn thì nó không, lại cần riêng rẽ nữa, kiểu riêng rẽ thì tiếng Việt của mình cái này nó hơi bị kiểu hơi có vấn đề, kiểu gì nó không được cảm giác đổi cho sang sự tách biệt, đảm bảo quyền lợi để bên A có thể sử dụng để bên A có thể sử dụng một cách gì đấy. Bây giờ mình thay cái từ mà nó cảm giác nó bao quát được hết cả ba ba cái chữ kinh nghiệm nào. Đấy, ví dụ như là thay vì từ riêng rẽ tách biệt thì từ ly ha tà vẫn là trong cái từ đó, cái gì ha tà ly. Cái gì bully vậy? Bully hay là vẫn là tách biệt. Ý của em là bây giờ phải tìm ra một cái từ gì đấy mà cảm giác là nó sẽ bao quát được hết cả từ trọn vẹn, riêng rẽ và ổn định, đúng không? Để bên A có thể sử dụng điểm đảm bảo quyền lợi, để bên A có thể là sử dụng một cách gì gì đấy, hợp lý, một cách trọn vẹn, một cách riêng rẽ, ổn định. Từ này là
thứ tư thì đến từng cá nhân cách thận lợi, một cách có thể sử dụng một cách thận lợi được. Kuriake. Kuriake là được. Sử dụng một cách thận lợi là xong. Ở dưới là gì đó? Bảo đảm tài sản là phục, là đích thực. Đích thực. À, bên B. Tài sản đích thực là cái gì? Chim đích thực. Phải đảm bảo tài sản thì chính là cái sở hữu đúng không? Là quyền sở hữu bên B kiểu như thế đúng không? So you. À, chân vi im, chân chân gì? Chân vi im. Im. Đảm bảo. Phải đảm bảo rằng cái tài sản là quyền sở hữu, bản thân tài sản thuộc quyền sở hữu của bên B. Toyu Wane im thế này nhá. Đảm bảo cái tài sản nó là cái sở hữu của bên, là quyền sở hữu của bên B. Tài sản đích thực là đích thực của bên B. Nghe kiểu hợp đồng mà có những cái từ đấy nghe nó kiểu hợp đồng xuất nghiệp này. Tiếp quân si sửa chữa, à, sửa chữa và đảm bảo các hỏng hóc thông thông thường liên quan đến kết cấu căn hộ, hệ thống điện nước trong căn hộ mà nguyên nhân không phải trực tiếp từ bên A trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. À, sửa chữa và bảo dưỡng các hỏng hóc thông thường liên quan đến kết cấu căn hộ, hệ thống điện nước vân vân trong căn hộ mà nguyên nhân không phải từ bên A. Đâu xem nào. Tôi đọc những khu nhận nước kiểu gì? Sửa chữa và bảo dưỡng cái từ này. Suri mịt dù chi trong suốt 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Không. Những cái hỏng hóc thông thường liên quan đến các hệ thống nước điện, kết cấu của cái này không phải là lỗi của bên bên A mà không phải là sai sót của cho là chính xác. Chúng ta cũng ghi chỉ cần là gì, ê xin su thôi nhỉ. Là những cái lỗi trực tiếp nhỉ, những cái lỗi trực tiếp của bên bên A. Đấy thì TikTok xin xuống, mà không phải là lỗi trực tiếp, không phải là sự sai sót trực tiếp của bên bên A đúng không? Nhưng mà có chỗ là sửa chữa và bảo dưỡng các hỏng hóc thông thường. Những cái thông thường từ inbound là được không thầy? Thông thường, hóc thông thường mình sẽ dùng từ gì? Từ inbound. Cái từ hỏng hóc là gì? Dùng từ khổ trang là kiểu gì? Khổ trang. Hỏng hóc khổ trang là phải cái. Không có từ khác. Từ hỏng có 3 loại, 3 từ hỏng. Khổ trang. Cái gì á? Người máy móc với hỏng hóc thì khổ trang. Thì thế thì chỉ khổ trang là được. Những cái hỏng hóc, những cái hỏng hóc, thành cái dùng hỏng hóc nghe những cái hỏng hóc sự cố ở những sự cố thông thường hay không, từ sửa chữa duy trì sửa chữa trong vòng 10 ngày này thì phải sửa chữa cái này thì tôi không cho lên trước hẳn lên, cho nên hẳn đỉnh đầu này trong vòng 10 ngày này duy trì sửa chữa những cái gì gọi là những cái gì cơ bản này,
vấn đề, tại vì cũng chẳng thấy cái từ, nghe cái từ cột sang đấy bao giờ. Cái hỏng hóc thông thường liên quan đến các hệ thống, những hỏng hóc thông thường liên quan Họ cứ dùng cô trang là như thế, tất cả đến. họ đều cơ nhưng bản mà đều nhưng cô mà trang. nhưng mà nó ở cái ở ở, ở công ty ấy. Em nhờ sếp sửa máy tính em dùng từ cổ trang mà vẫn hiểu mà. Tự nhiên hiểu ý là vẫn hiểu, nhưng ở đây chẳng chẳng có đang đang dịch văn bản nên thầy muốn tìm cái từ gọi là nó cao siêu, nó dùng kiểu chuyên văn bản ấy, chứ còn cổ trang dùng người ta vẫn hiểu mà. Cổ trang thì nó thiên về văn nói hơn, hiểu không? Tất nhiên Tức là là về liên quan đến vấn đề từ vô trang này, nó cũng từ tương tự nó, nhưng nó vô trang áp dụng cho máy móc và các cái, còn các cái đồ học thử hỏng khác nó có cái từ nữa lâu về không nhớ. những vấn đề hỏng hóc, xem nào, nó sang tự cái từ này đúng là không 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 thấy luôn nhỉ, hay là mình chưa nhìn tìm thấy nhỉ? Cổ trang thông thường chỉ những cái phần, cái chỗ, những cái phần hỏng hóc, những cái vấn đề hỏng hóc, những cái hỏng hóc thông thường, những vấn đề hỏng hóc thông thường, cái gì thông thường, những cái hỏng hóc thông thường Phân liên trang quan của lửa này, cái gì á? phân trang ạ. Xôn sang đó, Vâng, tổn thương có cũng dùng cái đấy, thì chỉ sợ đó là cái từ xôn sang kiểu nó chỉ là mang tính là bị vỡ, bị ấy. Bị vỡ hay tổn thương kiểu liên quan đến bị vỡ, bị đập các thứ, ví dụ như là cô bị hỏng, ví dụ cũng có thể là trong cái trường hợp bị hỏng cái kiểu khác mà không phải bị vỡ, bị ấy các thứ. Hỏng đây này nó cũng là gì đây, hỏng hóc, sự tổn hại, việc chất lượng kém đi, thương mang tính nhất tổn thương nhiều hơn vực xôn là xao, trong này. hư hao, hư hoại, hư hại, những bút sách tổn bị hư hại, bị hư hại. Cái từ đó chỉ có từ cô trang hoặc sao cô hoặc là pha xôn đấy, mấy cái nói hay nói về từ hỏng hóc chung đấy, là từ dùng Dùng cái chung. từ xuân sang nó còn đỡ hơn, sửa chữa những cái phần tổn thương cơ bản của vun, sửa chữa những cái phần bị tổn thương cơ bản liên quan đến kết cấu căn hộ, kết cấu của căn hộ và những cái hệ thống điện nước, thống điện nước không phải là lỗi trực tiếp của bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Đi. Quân thì cũng hỏi khá hơn rồi đấy, kiểu chẳng qua là từ ngữ nó nhiều cái nó chưa ấy, nó chưa được sâu xa lắm đâu. Dịch ok này thì đấy, có trách nhiệm làm các thủ tục liên quan đến việc cho thuê, có trách nhiệm, sắp tự cắt này ra, có trách nhiệm làm các thủ tục liên quan đến việc cho thuê, bên B có trách nhiệm đăng ký tạm trú cho người ở trong căn hộ này. Thì sao nó phải nối liền với nhau không, lối nhỉ, chấm một cái. Nhưng mà đây vẫn là trách nhiệm của bên B hết nhỉ, thằng A này. Thế thì cho lên lây tiếng Việt thì cũng nông tốt đấy. Nghĩa là thằng A này có trách nhiệm đảm nhiệm về cả đảm nhiệm làm các thủ tục đúng không? À, đảm nhiệm về những cái thủ tục liên quan đến việc cho thuê này. Sau đó và cũng cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có trách nhiệm là đăng ký cái kho chu chi tạm thời, tạm trú, đăng ký tạm trú dành cho người ở trong căn hộ, cho những người ở căn hộ của bên A. Có trách nhiệm đăng ký. Tương lốc, dùng tương lốc được hay xin cho tương lốc nhỉ? Xin chào. Xin cho, vậy cái đây nó chỉ là kho chu đấy.
xin cho trách nhiệm đăng ký cái cư trú tạm thời cho cái việc cư trú tạm thời dành cho cái người này, dành cho hoặc là ê kê cũng được đúng không? Ê kê cái người vào ở căn hộ của bên A. Được, hiểu được. Vậy chương đây sao không phải chưa dịch rồi, dưới này chưa dịch rồi chưa 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 hết rồi. gì à Em thấy cái bài dài thì chưa chưa hết. tiếp nào. À, bên B có quyền dẫn khách Em vào xem căn hộ xem. trong một tuần cuối của thời gian thuê trong hợp đồng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài sản của bên A sau khi khách xem xong. Bên B có trách nhiệm thanh toán trước cho bên B biết về việc dẫn khách này. Nào, lần này ánh dịch đi. Bên B có quyền dẫn khách đến ý là việc cho xem thôi nhỉ, cho khách xem cho khách xem căn hộ trong một tuần cuối cùng của thời gian thuê nhà trong hợp đồng này. Đây cái câu đấy trước Bị chicken. chicken. đúng. Có quyền Hồn ghê á. Hồn ghê á thôi. chicken chicken ăn man Ê. in chuyên Mà chi Mario mà. Hakichane này. Chí mát một tuần cuối cùng và tuần cuối cùng ấy. Mà chỉ Mà bắt chỉ mắc mà không chỉ hề chu không hề dùng là cái actor mi man đã in chuyên mi man hạt cái mà chỗ chỉ mắc yếu chuyên một tuần cuối cùng điều chú y nè nè cool cái cool cái dẫn khách vào xem, có quyền dẫn khách vào xem căn hộ. của cái từ phòng môn xích kia À, quý vì là thả đơn thì chu cha đi nhỉ. Ê kế à ta rồi cho xem căn hộ. À tha à thương phù yo đó chu chu quý đi cái cá thì tôi nhớ có quyền là gì cho cho xem cho cái người gọi là ở khác đúng không, xem căn hộ trong một tuần cuối cùng của cái hợp đồng trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài sản của bên A sau khi khách xem xong. Thân im chú chào ca. Chú chả thì cái Phòng môn bộ hoặc là Thôi ô cũng Phòng môn hai bốn hai Thân thả mê cũng cho cũng được Phòng môn cũng cho hai hai bốn đó. Sau khi đến thăm rồi xem đấy cũng Ê cho chú Ê chú chào san Ê hoàn toàn về trách nhiệm về chịu thế cái hoàn toàn về cái này thế he sau rồi hoàn toàn chịu hoàn toàn trách nhiệm. quan cho đi quan cho đi check camera Thì tin chắc check camera chính đã là chịu tất cả trách nhiệm về cái tài sản của bên A sau khi mà cái người ở khác đến đến xem đúng không? Cô à bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A biết về việc dẫn khách vào. đi chứ cưng Đi xuất tướng. ấy chứ gầy kê À, đây xuất về kế. thả lên ịp chú chạy kê À đơn. chú chạy à bác thư lên phối hợp chú nâng có sơ
미리 통보할 책임이 있다. có trách nhiệm là sẽ phải thông báo trước cái việc là cho khách khác xem cái IP đó cho bên A. Tiếp còn cái gì ở đây? Bên A 4.7, khi chuyển đến căn hộ thuê, bên A giao cho bên B bản photo hộ chiếu visa. Cái này thì kiểu gì? Khi chuyển đến căn hộ thuê Intea Apart Abate, Abandia Patu Isa Isachi, Isa Isaite, Isasi Isante Bên A Ba con Aichi, B Aichi Chưa gần Mi chức này kia Hộ Mi chiếu chữ Visa Leo Quân, Đèo quân Leo Quân, Phúc Sa Bôn. Rồi visa Cục luôn bị phục xa bôn sao? ấn in Cục kia sa thì công ty này bồn. cho cung cấp cho bản photo hoặc là xa bôn cũng được nhỉ. Xa bôn phục xa bôn của cái này cho bên A quy quy cũng là anh Bắc thanh toán đầy đủ tiền thuê căn hộ tiền đặt cọc nếu có theo quy định của đi tại điều 3 hợp đồng này. Y kê lắc sơ E chê Sam chô E kiêu chân E ta ras E ta ra Theo Han đã quy định là điều này đúng không? kiêu chân hàn Bán đầy đủ tiền thuê căn hộ là nhìn theo đô này. Ồ chứng cơm này. Kim tê rô bộ chung cơm Ấn Chung Đấy. quân hi Ý. Trung quân hi chỉ quân Đấy. chỉ quân hắn ta Án đầy đủ này tiền thuê nhà thì này mà đã quy định đúng không? Mà đã được quy định tên đi mà đã được quy định ở điều chung 3 của hợp đồng này. Tiếp thì ở đây mục đích sử dụng căn sử hộ dụng căn hộ để hai ba thứ apa thư sao dùng mục chấp dùng tô cái từ sao dùng mục chấp chủ thiết để ở tâm hoan đình à sinh nhật sinh nhật ở để ở dông xong anh được xem này dùng để ở chú có dông nhỉ chú có dông chú mục đích sử dụng dùng tô thì nó sẽ nói chung chung là mục đích sử dụng ý là cái gọi là cái thấy cái dùng cái từ chú thép hay hơn. thép không á Vâng, chú thép là chỗ ở, nhà ở. Chỉ là nhà ở thôi nó là nhà ở thấy để dùng để ở mà. chú dùng được để nhà để bán chỉ là cái chú thép có chỉ là nhà thôi nhà riêng thôi Nhà ở như gì? hoặc dùng tô cũng được tiếp thì ở đây sử dụng những tính Sử đã thuê đúng mục đích và không được cho thuê lại căn nhà hoặc từ thì đấy từng phần căn nhà mà không có sự đồng ý trước của chủ nhà sử dụng cho đến của nhà sử dụng cho bất cứ một mục đích nào khác diện tích đã thuê chủ ngữ là diện tích đã thuê im tê Im tìm miền trước. sử dụng diện tích đã thuê đúng mục đích im tê miền Bắc Em đi miền trước. Em đi miền dụng trước đúng ăn. đã thuê Thế đúng mục đích, đúng mục đích. Chế mộc trước. sai ông một ok mà Sử kê dụng mộc trước. Sử sai dụng để cho cái mộc kê. ok thì nhớ diện tích thuê thì Dụng. được sử dụng đúng với mục đích đã mục đích sử dụng
và không được không được căn nhà hay là hoặc từng phần căn nhà mà không có sự đồng ý trước của chủ nhà sử dụng cho bất cứ mục tiêu nào. Tự nhiên ngang ngang cái đoạn dưới này, ta đừng mục trước có sự đồng ý của nhà có việc phải sử dụng cho bất cứ mục tiêu nào khác. Chú ý đi, thôi đoạn này đang ngang ngang nhỉ? Sử dụng cho bất cứ một mục đích nào khác. Cho bất cứ amuto mục chất, ta đừng mục chất amuto sử dụng diện tích đã thuê đúng mục đích, không được cho thuê lại, dịch từ chỗ là không được cho thuê lại hoặc từng phần căn nhà mà không đồng ý của chủ nhà. Đó. Chú ý chú ý nê đồng ý ập xì cho thuê lại căn hộ này apartment hoặc là một phần đúng không in bu tonen hoặc là một phần bu apartment hoặc là một phần apartment in bu im đề cầm chi học cô cho thuê lại này chê im đề không được à bên cầm ăn đà hay sao lại không được hay sao nữa và các từ câu khổ bất cứ mục đích nào sử dụng cái câu tự nhiên nó lòi ra dưới và không có sự đồng ý của chủ nhà sử dụng cho bất cứ mục đích nào vô duyên tức là không được cho thuê lại căn nhà hoặc từng phần của căn nhà sử dụng cho bất kỳ mục đích nào mà không có sử dụng cho bất kỳ nào thuê lại rồi cho à không được cho thuê lại rồi sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Ai o à mu mục cho à mu mục cho từ đó à dùng thuê cho nên làm thế bạn cũng không được sử dụng với bất cứ mục đích, ý rằng là không được cho thuê lại rồi sử dụng với một bất cứ một mục đích khác. Thế hợp lý nhất. Để đích thuê thì phải được sử dụng đúng với mục đích sử dụng này và không được là cho thuê lại rồi không sử dụng cho thuê lại một phần hay là một đấy là hưởng ý không được cho thuê lại để sử dụng bất cứ mục đích nào một phần hay là toàn cái căn hộ mà không sử dụng của chủ nhân được. Cái chỗ mà Intel mình chắc cái chỗ đầu tiên là salon mục chất một tí nữa lại salon hạ kê nó có nhiều quá mình chỗ từ chè mục chất được không ạ? Đấy em chút ngắn nó đi ạ. Đấy, salon mục chất e mặt kê mình có từng chè mục chất cái salon hạ kê thì xem chè mục chất có được không? Cái chút ngắn nó đi nó đỡ lặp lại. Em chỉ sợ là không dùng cái chè mục chất bao giờ thôi. Chế mộc chóc e thò dì sang thò đi ọc sò tô dù không có gì xử lý thêm gì nữa với mục đích đúng mục đích. Chế mộc chóc sợ không đúng đấy thôi hoặc là dùng mạc chân cũng được cho từ mạc chân này đấy cũng được này thôi chứ được sử dụng với mục đúng mục đích. Với đúng mục đích để dùng được với mục đích cái này cũng được nó đỡ lại được thì tốt nhất rồi hãy dùng cái máy hợp lý nữa tiếp cái này dưới này của ai đây Văn hết rồi nào thì cái này của Văn nào tôi thì dài thế liền từ tí luôn. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước và khu chung cư về an ninh phòng cháy chữa cháy, không được sử dụng các chất và vật chất dễ gây cháy nổ, không được làm các công việc dễ gây cháy nổ hoặc các nguy hiểm khác ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. Đó, mãi thêm một câu rồi, câu này trước. À, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước và khu vực công nghiệp và an ninh phòng cháy chữa cháy cái này trước nhỉ và thực hiện xong rồi và không được gì gì đấy
À, là đầu từ chỗ nào lên đây? Về an ninh trước nhỉ? À. Và phòng cháy chữa cháy, an ninh là gì? Bảo an đi. Nên Quan. toàn quan Và phòng cháy chữa cháy. quan Số số 3. số bằng quan là số bằng ET2. Về đây thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước. À, nghiêm chỉnh của nhà nước. Nhà nước ở trong mưu nhỉ, trong mưu này. Và khu chung cư apa thứ thành chi nhá, cái quy định là chủ trong Trong thực hiện một cách nghiêm chỉnh, nghiêm tổng chỉnh kết khi tổng tổng kết khi trung số bằng các ký xuân số hàm nhớ thực hiện một cách nghiêm khắc đúng không, nghiêm khắc cái quy định của cái này này về cái này, xong đó sau đó thì không được sử dụng các chất cháy nổ, các chất và vật liệu dễ cháy nổ. Cái này là trước có một cái từ gì rồi, in hoa mưa inflammable. Rồi sai không, hoặc là sai không, cái này tên được kê được không, sai không, cùng chi này, trong công ty cấm sử dụng chất cháy nổ này, sau gì nữa này, không không được nào không được công việc dễ gây cháy nổ, không được làm những cái công việc không đang học nữa cháy nổ, những công học còn đang học không được làm những cái việc mà gây ra cháy chỗ đi chơi pha xe hoặc là đang đi đang đi đến ngoài cầu thang cháy nổ là gì, cục than, là cục than gây ra ý thứ kim ý thứ ý thứ ý thứ không được, không ăn đâu lại cùng chi ha cố. Thế vậy trên chúng ta cũng dùng cơm cơm chi tiếp đi nhỉ, cơm chi ha cố, ha cố phải này, sau rồi đã trên này lại có bao nhiêu đây đưa cơm chi ha cố không gì nữa. tôi À, hoặc chú viên hoặc nguy cơ khác ảnh hưởng tới khu vực xung quanh, những cái việc cái phân chỗ hoặc chỗ này chú hoặc viên khu ok hiểu không chủ biên chú viên khu gió ok chú viên chị hiểu không chị người e e tới e giòn giang chun uroga các wiki chưa suy đến vị trí nguy cơ có thể gây vị trí chắc có phần anh đi Henry các nguy cơ khác, nhưng mà cái chỗ này phải ở đâu nhỉ, nó phải ở cái chỗ không được xuống cái chết rồi không được làm các công việc này phải là lệnh cho lên trên này nhỉ, thế vậy thì nhất vậy thì cái việc ở đây này nhiều cố cô nhân này sau rồi à, vậy thì ở đây chúng ta copy nhỉ, những cái việc ở đây này hoặc là làm những cái việc mà có nguy cơ à, hoặc là cấm có nguy cơ cứ khai trí nên ta copy tiếp ạ. Tuân thủ cái này nghiêm khắc rồi cấm sử dụng cái này và cấm cấm có những cái đây có những cái làm những cái việc mà gây cháy nổ và cũng cấm những cái hành động mà có những cái nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến khu tới vực xung quanh ảnh hưởng tới khu vực xung quanh à, cũng được à, lớp cấp dưới này bảo đảm vệ sinh môi trường không gây ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước thải, rác thải và tiếng ồn tại khu vực cho thuê. Là thu cho thuê trước để tìm tế. Để quyền để sao Sau đến cái gì ở đây? Đảm bảo anh trong được ăn cho đi xem cô đi xem cô trang cô ta. Không gì? không khí ô
không gây ô nhiễm môi trường không khí. Không khí là thế khi ăn cho ngồi do ok không gây gì, cầm chi cấm gây ô nhiễm môi trường. Cứ liệt kê đã, kẹo mình sẽ lựa chỉnh lại. Hoặc là nguồn môi trường này, sau rồi có cái gì nữa đây này, nguồn nước thải nước thải, thải chung bù là Pokemon cái bù là đồ ấy chứ, phê su sao, phê phía su sau là kia phê su là nước thải đúng không, luôn phía sau môn phía sau phía sau phê su nước thải gì nữa, rác thải, sự kiện đây kia Kỳ tôi xuân không gây ô nhiễm môi dù ba không chi không bây giờ sắp xếp lại, đảm bảo vệ sinh môi trường này, ô tra hao tổn này, không gây ô nhiễm môi trường trong nguồn nước rác thải và gây tiếng ồn, không gây ra ô nhiễm môi trường này, không gây ô nhiễm môi trường cho khí quyển nước nước thải rác thải. Vậy ở đây bắt đầu lại cấm không gây ô nhiễm, đã không gây ô nhiễm, đã ô nhiễm là ô nhiễm cả khí quyển nguồn nước thải và rác thải, gây ô nhiễm rác thải ở tiếng ồn phải để riêng thì đưa ion khi khi chi giải cố và tô ương mới suy nghĩ phải xem ta chi ăn rốt hẳn phải đầu tiên bảo tạ, đào bạc đảm bảo vệ sinh này, không gây làm không làm ô nhiễm nhân khí môi trường khí quyển này, nước thải này, rác thải này, và này không làm phát sinh ra tiếng ồn này, chắc được nhỉ, ồn này, ok rồi chịu trách nhiệm về hoạt động cái gì á, còn chịu trách nhiệm về hoạt động của mình tại địa điểm thuê chịu trách nhiệm về hoạt động của mình tại địa điểm thuê, nhìn thế ok cái trang số u nhé trang cool số nữa cú dốc để đó chuyện về hoạt động của mình, Chắc khi hoàn tông em hai chắc tôm khi mình chắc khi mình em chia hàng ta Quan trọng là mới xin tả chịu trách nhiệm về cái hoạt động của mình ở tại khu này. Chi tiết ánh này bắt này pin 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 rồi tiếp đến đâu đây, chấm dứt tập đầu quân này thì nhiều đi cho nó quen lại cho văn này. Cho vậy cho đợt lửa đi anh này.
rồi. Bác này, ok, đấy. Mai lấy hợp đồng về gia công, về buôn bán nữa cho dịch tiếp. Thầy học xong cái này học tiếp, khóa tiếp là học cái gì đây? Học gì khóa tiếp nữa? Dịch này giỏi rồi, có dịch khóa tiếp gì nữa rồi. cái gì cũng thấy, dịch được rồi. Em thấy thầy có lớp chuyên sâu. Chuyên sâu gì? Lớp luyện dịch, biên dịch chuyên sâu. Biên dịch cái này là chuyên sâu rồi còn gì, dịch giờ cái này gọi là chuyên sâu thôi. Giờ tài liệu gì cho cũng dịch được đều vèo, này giờ còn kêu chuyên sâu đến đâu nữa. Ấy thôi, nếu sau khóa biên dịch này thì có thêm khóa phiên dịch nữa thì nó chuẩn, xong nó thì gọi đầy đủ cả biên phiên dịch. Thế là mấy em đăng ký nữa phiên dịch tiếp. Xong rồi tiếp theo nữa thì này cố lên tôi bên 5, tôi bên 6 nữa là hoàn thành. Đúng rồi. 5, 6 thì anh nó có 5 dồn đâu. À, anh có 5 rồi. Ừ, tiếp. Toàn... Nhưng mà lâu em chẳng dồn. Toàn người giỏi không ý. Mà em dịch về kinh doanh, em chẳng biết cái gì hết. Em đi dịch những hợp đồng thì chịu. Thực ra bảo là dịch những cái kia các thứ không biết cái gì đấy là do tại vì em một kiến thức về cái lĩnh vực đấy thôi, chứ không phải là em không dịch được. Em mà hiểu được về nó thì em cũng dịch kiểu vèo, không dịch đâu. Em chưa va chạm, em chưa dịch bao giờ. Tự nhiên hôm nay lôi em lên xong bảo em dịch về loss, các tính toán các thứ, em đấy, chẳng biết đâu với đâu. Em chưa va chạm nên là em thế thôi, chứ còn em va chạm em cho em làm bộ phận đấy một vài bữa là em lại giỏi thành này. Không, xong em không dịch, không có cái ông nói được tiếng Anh vào, ông vã tiếng Anh, ông lừa em. Chồn cứ bị sấy vài bữa phát là biết ngay. Ai thế? Mình chưa kinh nghiệm dịch cái đấy, với lại gì nhỉ? Như ánh là chuyên dịch vào một bộ phận thì nó sẽ kiểu mình sẽ thiên vào một bộ phận thôi, mình không dịch bao quát nên nhiều lúc nó cũng khó. Đấy. Em muốn thử thách đúng không? Em phải tìm một cái công việc gì mà em dịch từ A đến Z, từ văn phòng đến xưởng, chỗ xó xỉnh nào em phải dịch. Lúc đấy em mới gọi là thành ma khó. Kiếm công ty nhỏ thôi. Em dịch chuyên vào bộ phận không thì sau lúc tự dưng lôi em sang bộ phận khác em mất tự tin ngay là chuyện bình thường. Vâng. Ừ. Đi phiên dịch sản xuất là dễ không thầy? Phiên dịch sản xuất thầy thấy bộ phận nào cũng dễ, trừ kế toán là bộ phận nào cũng dễ. Xong rồi cái gì nhỉ, em cứ chỉ dịch một thời gian là tự dưng sếp hé mồm ra định nói gì là em hiểu hết. Chỉ có kế toán nhiều lúc cái từ thuật ngữ của nó hơi bị kiểu tiếng Việt mình nghe nó cũng không hiểu ấy. Ở lúc được cái điểm đúng đấy. Rồi thầy, cái gì mà cứ hoạch toán cái gì em nhiều lúc đọc kết quả các chị em chẳng hiểu cái gì. Rõ ràng là nói như thế rồi thầy kiểu thầy sát thầy cái người Việt nói như thế rồi đúng không, thầy hiểu như thế rồi thì sau rồi thầy ý là thầy sẽ nói lại bằng tiếng Việt với cái người Việt đấy là à ý của chị là như thế này thế nọ kia, chị không, của chị không phải như thế. Thế sau bảo thế thì chị nói lại với em nữa, nói lại xong thầy lại rồi không phải như thế nọ kia, mình ok lại thế nào. Thế trong khi đó hai chị em nói chuyện tiếng Việt với nhau không hiểu nhau thì dịch làm sao được. Thầy chị bảo thế thôi chị đi mà nói, chị nào mà muốn chân một tay với chị với sếp bây giờ em nói chị nói tiếng Việt em giải thích lại tiếng Việt chị cứ bảo không phải, kiểu như là nhiều lúc mình thầy thì hay kiểu này cơ, nghe từ chuyên ngành xong rồi sẽ giải kiểu như hỏi lại cái người chịu trách nhiệm đấy bằng cái tiếng Việt, bằng tiếng Việt nhưng mà lại bằng cái ngôn ngữ đời thường ấy, cho nên nhiều lúc cái người Việt đấy lại không hiểu cái ngôn ngữ đời thường như thế thì kiểu nhiều lúc họ lại không bảo nghĩ mình là hiểu, đang hiểu sai, hiểu không đúng ấy, kiểu như thế mình lại cứ phải nói cái từ chuyên ngành của nó thì nó thì cái người kế toán thì nó mới chấp nhận là đấy là đúng, kiểu như thế đau đầu lắm. Nhiều lúc bọn họ hiểu từ chuyên ngành mà họ không giải thích được sao tiếng Việt là cái gì ấy. Đấy, nên là rất là đau đầu. Nên là bảo thầy dịch kế toán thì ghét lắm, ghét kinh khủng luôn. Để số má đau đầu. Em ghét động lên số má. Cứ sau cộng cộng trừ trừ sau rồi đưa ra mỗi cái bảng sau. Ở cái này là cộng với kia, cái kia, cái kia, cái kia. Ủa dồi nhức óc cái khủng luôn. Không biết cộng cái gì với cái cộng với cái gì nữa. Đọc cái bảng lương không mà nghe cộng trừ mà thấy đau nhất hết cả óc. Nói chung là lương bản chất là dịch được hết. Thế không, nói chung là kể cả kế toán nếu làm lâu thì nó vẫn dễ, nhưng mà cái khó cái kỹ thuật ấy, kỹ thuật khó nó bởi vì là mỗi cái kỹ thuật là nó cứ update liên tục ấy. Ví dụ có thể là cái kỹ thuật này hôm nay đúng nhưng mà bữa sau lại không đúng nữa đối với lại những cái máy mới chẳng hạn. Xong rồi nó còn lại pha đang dịch xong lại pha cả tiếng Anh vào nữa. Nó lúc ấy mới khó, tiếng Anh bản chất mình không hiểu. Đúng rồi, nói chung là cứ hiểu bản chất là nói được hết, dịch được hết, không phải sợ. Cứ hiểu bản chất. Còn thì còn thực sự kế toán có dùng tiếng Anh gì đâu.
ông kế toán ý, nó cũng sẽ có những cái thuật ngữ bằng tiếng Anh, nhiều lúc là bọn nó nói tiếng Anh với nhau chúng nó hiểu ấy, mình chả hiểu gì. Nó mỗi từ mà kiểu nó có, như kế toán nó cũng có chuyên ngành tiếng Anh mà, nó cũng có từ ngữ tiếng Anh mà. nhưng mà dễ Việt hóa hơn là bị máy móc từ cái tên của nó đã là tiếng Anh rồi đấy, xong là cái công dụng Nói chung là cái gì cũng thế, cứ biết chuyên ngành là dịch được hết, cho nên là nhiều lúc bảo là ừ đấy mày cứ tìm hiểu chuyên ngành như này, bây giờ cứ bảo vào dịch một cái bộ phận nào đầu tiên em cứ đi tìm hiểu chuyên ngành chứ, em không có sợ gì là không nghe được, cứ tự em cứ hiểu hết chuyên ngành này, hiểu hết cái việc công việc công ty đấy, hiểu hết chuyên ngành của cái bộ phận đấy của công ty đấy là em dịch được đấy. Nhiều như hôm nọ em đi dịch Tabaco cho cái tập Tabaco, thế bảo là về nông nghiệp mà chăn nuôi các thứ, mình cũng nghĩ rằng nó đơn giản lắm, nhưng mà thực tế nó vào nó cũng loạn hết cả lên đấy, à, nó cũng loạn hết cả lên, kiểu nhiều cái nó mới, nhiều cái nó áp dụng công nghệ từ đau đầu lắm, nó không hiểu. Nó nằm lĩnh vực khác, nó khác hoàn toàn hả? Nó không chỉ là trồng trọt chăn nuôi giống như mình ở quê đâu, mà nó lại áp dụng nhiều cái công nghệ khác, sau nhiều lúc là đọc cái vấn đề là lái lợn, đẻ lợn đấy các thứ mà đau đầu chả biết Tabaco cũng của Hàn đó thầy. Tabaco được. Hiểu vậy. khởi Thế nên sở nó đâu cái gì à, ạ? Tabaco trụ sở nó đâu là Bắc Ninh ạ? À, ở Bắc Ninh. Dabaco, tập đoàn Dabaco chuyên về nó có mở các siêu thị ở ấy này, thì nó tự nuôi chăn tự trồng trọt, tự chăn nuôi các thứ, rồi nó tự cung cấp cho các hệ thống để nó bán, mà À, về nông nghiệp, chuyên về nông nghiệp chăn nuôi. Thôi, 오늘 수업 여기까지 마치겠습니다. 수고했습니다. 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 다음 시간에 다시 봐.